Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài can thiệp qua da dưới dẫn một siêu âm. Mình là bác sĩ Lượng, trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai. Thì cái mục tiêu của bài giảng hôm nay có bốn mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là tổng quan về vai trò của siêu âm can thiệp, cũng như là những cái ưu và nhược điểm của siêu âm can thiệp. Mục tiêu thứ hai là các cái chỉ định, và trong chỉ định mình sẽ nắm được các cái chỉ định chung, còn những cái chỉ định cụ thể thì nó sẽ có trong 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 cái từng cái phần cái chỉ định chung vậy, thì cái này mình có thể đọc thêm. Mục tiêu thứ ba là cái mục tiêu khá là quan trọng và gần như là cái mục tiêu quan trọng nhất trong cái bài ngày hôm nay, chính là các cái kỹ thuật đi kim dưới hướng dẫn của siêu âm trong can thiệp. Và mục tiêu thứ tư là các biến chứng, cũng như là hạn chế được các biến chứng trong quá trình làm siêu âm can thiệp. Thì mục tiêu thứ nhất về vai trò của siêu âm can thiệp thì mình có thể liệt kê ra đây những cái ưu điểm của cái can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm. Thứ nhất là cái phương pháp mà dễ tiếp cận nhất, bởi vì máy siêu âm thì bây giờ được trang bị cho hầu hết các cái cơ sở y tế tuyến cơ sở. Việc sử dụng máy siêu âm thì gần như là thường quy trong việc chẩn đoán cũng như là trong việc tiếp cận điều trị. Cái thứ hai đó là thủ thuật can thiệp dưới siêu âm thì khá là đơn giản. Thứ ba là thời gian ngắn. Thứ tư là tiết kiệm chi phí. Và một cái vai trò đặc biệt quan trọng của can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm là mình có thể kiểm soát trực tiếp. Bởi vì siêu âm là một quá trình động, trong đó ưu thế của siêu âm so với cả sinh thiết dưới hướng dẫn của căn lớp vi tính hay cộng hưởng từ thì cái ưu điểm vượt trội của siêu âm chính là cái kiểm soát trực tiếp cái đường đi kim. Ngoài ra cái siêu âm làm dưới siêu âm thì nó sẽ không liên quan đến chuyện bức xạ, và rất là nhiều nghiên cứu người ta đã chứng minh được cái tính hiệu quả của cái siêu âm can thiệp trong chẩn đoán, trong cái điều trị cũng như là theo dõi sau điều trị. Bởi vì siêu âm nó sẽ nhìn rõ được tổn thương cũng như là xác định chính xác cái đường đi kim. Đấy là cái ưu điểm của siêu âm. Còn về nhược điểm của siêu âm, đây là cái ưu điểm chính của cái can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm. Còn cái nhược điểm của siêu âm thì thường là siêu âm ấy, ít khi có nhược điểm, bởi vì là cái can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm thì nó là một cái tiếp cận chẩn đoán rất chi là đơn giản, khá đơn giản và dễ thực hiện, và được chỉ định cho hầu hết các cái tổn thương mà mình có thể siêu âm được. Về các cái chỉ định chính của siêu âm thì nó có chia làm hai nhóm chỉ định. Một là chỉ định can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán, và hai là can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị. Về chẩn đoán thì mình có thể chọc hút bằng kim nhỏ để chẩn đoán về mặt tế bào học, hay còn gọi là cytology. Mình có thể sinh tiết bằng kim lõi để lấy cái mô bệnh phẩm để làm xét nghiệm mô bệnh học, hay còn gọi là biopsy. Ngoài ra thì có thể chọc hút dịch aspiration, cái dịch chọc hút thì mình có thể làm cell block, hoặc là mình có thể nuôi cấy các cái xét nghiệm vi sinh, hoặc là làm các cái test miễn dịch. Ngoài cái ba cái mục tiêu chính ở trên thì siêu âm can thiệp giúp cho việc tiếp cận chẩn đoán bằng nội mạch thì nó sẽ chính xác hơn. Về điều trị thì các cái chỉ định chính của điều trị dưới hướng dẫn của siêu âm gồm có các cái dẫn lưu các ổ dịch, các cái ổ dịch ở trong ổ bụng, đặc biệt hay gặp nhất là na giả tụy, hai là áp xe gan, các cái áp xe tồn dư sau mổ. Chỉ định điều trị thứ hai thì cũng hay thường gặp trên cái thực hành lâm sàng, chính là cái dẫn lưu đường mật, những cái trường hợp tắc mật do sỏi, những cái trường hợp về tắc mật là nhiễm trùng đường mật do u chèn ép từ ngoài vào, hoặc là những cái trường hợp mà ung thư đường mật gây giãn mật. Dẫn lưu về thận qua da đối với những cái trường hợp mà ứ nước thận do sỏi hoặc là do u, những cái trường hợp mà ứ mủ thận. Trong cái điều trị mà hay gặp nữa chính là cái diệt nang dưới dẫn của siêu âm, trong đó có diệt nang giáp, nang vú, nang gan hoặc là nang thận. Một trong những cái chỉ định của cái điều trị dưới dẫn của siêu âm mà hiện nay bây giờ làm khá là nhiều chính là hút u vú bằng kim lớn dưới hỗ trợ của hút chân không, và các cái đốt nhiệt các khu, như là đốt nhiệt các cái khu bằng sóng cao tần, bằng vi sóng, bằng laser.
đặc biệt áp dụng trong các cái tổn thương do u gan, u giáp. Và một cái điều trị nữa cũng hay gặp trong thực hành lâm sàng chính là cái điều trị giảm đau, như là mình có thể tiêm phòng bế cái dây thần kinh lên sườn dưới dẫn siêu âm, hoặc là những cái trường hợp mà tiêm khớp. Một số chống chỉ định, cái chống chỉ định của can thiệp dưới dẫn của siêu âm thì chủ yếu là những cái chống chỉ định, thường là những cái chống chỉ định này là những cái chống chỉ định này thường không liên quan đến kỹ thuật, mà chống chỉ định chủ yếu là nó liên quan đến cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân hoặc những cái bệnh nền đi kèm, trong đó bệnh nhân bị rối loạn đông máu, những cái bệnh nhân mà đang sử dụng biện pháp chống đông hoặc mà sử dụng những cái thuốc tập tiểu cầu, bệnh nhân không thể phối hợp, hoặc một cái chống chỉ định mang tính chất tương đối phụ thuộc vào bản chất của tổn thương, ví dụ như là vị trí của tổn thương nằm quá sâu, hoặc là những cái trường hợp của tổn thương có kích thước quá nhỏ và cái đường tiếp cận với tổn thương thì khó hoặc là không thể tiếp cận được. Đối với trong khuất bằng kim nhỏ hay còn gọi là fine needle aspiration hay là fine needle cytology thì nó đều là cùng một cái, đều là cùng chung một cái khái niệm. Thì trong khuất bằng kim nhỏ tỏ ra ưu thế ở chỗ là nó linh hoạt, an toàn, chi phí thấp và có thể thực hiện hầu hết ở các cơ quan. Tuy nhiên cái hạn chế của cái trong khuất bằng kim nhỏ thì người ta quan tâm đến cái hiệu quả của chẩn đoán, vì cái tỷ lệ âm tính giả cao từ 2 đến 18%, kết quả không thỏa đáng ở lần chọc đầu tiên khoảng 20%, hoặc là những cái tổn thương nằm sâu. Ngoài ra một số hạn chế của cái chọc khuất bằng kim nhỏ thì nó sẽ liên quan đến cái yếu tố kỹ thuật, như là kỹ thuật chọc tế bào, kỹ thuật phết nam kính cũng như là kỹ thuật cố định bệnh phẩm. Vì sao cái chọc khuất bằng kim nhỏ cái tỷ lệ âm tính nó lại cao hơn thì tí nữa mình sẽ trình bày sau. Đây là các cái dụng cụ mà cần chuẩn bị đối với cái kỹ thuật mà chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm. Trong đó quan trọng nhất là cái sử dụng các cái kim có kích thước nhỏ, ở đây người ta hay sử dụng cái kim chi ba. Thường là những cái kim chi ba như này có kích thước trên 18 watts. Đặc biệt những cái kim chi ba có kích thước trên 19 watts thì việc tiếp cận và xuyên qua các cái mạch máu ít có cái nguy cơ chảy máu, hoặc là ít có cái nguy cơ mà cái tổn thương tạo thành cái giả phình mạch. Về cái sinh tiết lõi hay còn gọi là core leader biopsy thì giá trị của sinh tiết lõi so với cái chọc khuất bằng kim nhỏ thì nó đã được chứng minh là cái hiệu quả chẩn đoán nó sẽ cao hơn, do lấy được mảnh bệnh phẩm lớn hơn từ tổn thương. Đặc biệt đối với những cái trường hợp mà cần yêu cầu đánh giá về mặt bệnh học nó chính xác hơn và cũng có thể phân loại được giai đoạn bệnh tổn thương nó tốt hơn, thì cái việc mà lấy được cái mảnh bệnh phẩm sẽ giúp ích cho việc đánh giá cấu trúc vi bể của tổn thương về mặt giải phẫu bệnh, cũng như là để đánh giá được các cái chất chỉ điểm ung thư trong chẩn đoán xác định ung thư trong một số trường hợp nhất định. Đó là vai trò của cái lượng hóa môn miễn dịch, mà chỉ có cái sinh tiết kim lõi thì mình mới có thể nhuộm được hóa môn miễn dịch. Đây là các cái dụng cụ mà cần thiết trong quá trình làm cái can thiệp sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm. Nếu mà can thiệp mà chọc hút tế bào, người ta quan tâm đến cái kim chọc hút mà hay sử dụng nhất là cái kim chi ba, thì can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm bao giờ người ta quan tâm đến cái kim bấm sinh thiết. Đối với kim bấm sinh thiết thì trước đây người ta sẽ có hai loại, một cái loại là kim bấm tự động và một cái loại là kim bấm bán tự động. Tuy nhiên cái loại kim bấm tự động thì người ta thấy rằng cái nguy cơ hay là cái biến chứng của sử dụng cái kim này lớn hơn, nên ngày nay đa phần tất cả những cái trường hợp sinh thiết người ta sẽ sử dụng cái kim bán tự động như thế này. Và ở cái đầu kim bán tự động bao giờ có cái rãnh này thì để cho bệnh phẩm nó sẽ nằm nguyên ở trong cái rãnh này sau khi mình đã bấm mạch sinh thiết. Các cái chỉ định của cái chọc hút tế bào kim nhỏ thì có một cái điều đáng chú ý là gì? Tất cả những cái tổn thương mà mình có thể sinh thiết được thì đều là những cái tổn thương mình có thể chọc tế bào được. Và trên thực hành lâm sàng người ta hay sử dụng cái chọc hút tế bào kim nhỏ để chẩn đoán trong cái bệnh lý ung thư tuyến giáp, hoặc là những cái trường hợp mà hạch bệnh lý, nhất là những cái trường hợp hạch di căn và cần lập bản đồ hạch chức mổ. Các cái tổn thương khác cũng có thể sử dụng cái phương pháp
chẩn đoán bằng chọc hút tế bào như là u tuyến vú, u tuyến nước bọt mang tai hoặc là những cái khối phần mềm. Nhưng mà nói chung là tất cả những cái tổn thương mà có thể sinh thiết được thì mình đều có thể chọc tế bào được. Đấy là nguyên tắc. Đây là cái trường hợp thứ nhất, là trường hợp u vú bãi đáp ba, là một cái nốt giảm âm có tính chất lành tính, bờ đều, là cái đường kính lớn nhất của cái khối u này song song với mặt da. Và trong những trường hợp như này thì cái phân loại cái bãi đáp ba tổn thương thì nghiêng về tính chất lành tính nhiều hơn. Đây là cái đường đi kim trong quá trình chọc những tế bào. Đây là một cái trường hợp khác, nghi ngờ cái tổn thương hạch nhóm 4 cổ trái. Cái hạch này thì bờ tròn và thứ hai có nắng động vi vôi hóa. Cái này người ta cũng thực hiện chẩn đoán bằng chọc hút ống kim nhỏ. Đây là cái đường đi của kim. Một cái tổn thương tuyến giáp thyroid 4 ở thùy trái, nó là một cái nhân giảm âm. Đường kính lớn nhất của khối u thì nó vuông góc ở bề mặt của da. Đối với những cái phân loại những cái trường hợp thyroid như này thì các anh chị có thể đọc thêm, nhưng mà cụ thể trường hợp như này, thyroid này mình có thể phân loại là thyroid 4C. Thứ nhất đây là cái nốt giảm âm, thứ hai là đường kính dọc thì nó sẽ vuông góc ở bề mặt của da, và thứ ba nếu mà để ý kỹ và làm có kinh nghiệm thì mình có thể nhìn thấy các cái vi vôi hóa trong khối. Và trong cái trường hợp như thế này thì mình cũng có thể tiếp cận chẩn đoán tổn thương bằng chọc hút ống kim nhỏ. Đối với những trường hợp mà sinh thiết thì thường chỉ định trong những trường hợp cần phải chẩn đoán chính xác về mặt mô bệnh học, và thứ hai là cần phải nhuộm hóa mô miễn dịch để định loại tổn thương. Thì sinh thiết thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí giải phẫu của tổn thương cũng như là kích thước của tổn thương lớn hay là nhỏ. Đối với những trường hợp mà kích thước tổn thương nhỏ và vị trí tổn thương nó nằm ở các cái cấu trúc giải phẫu mà quan trọng như là mạch máu và thần kinh thì đôi khi nó lại là một cái chống chỉ định tương đối của cái sinh thiết bằng kim loại, bởi vì nguy cơ biến chứng rất là cao. Đây là một trường hợp mà ung thư gan đã chẩn đoán cuối cùng là cái ung thư biểu mô tế bào gan hay là HCC. Tuy nhiên trên cái thủy động mạch mình có thể thấy các cái khối u này nó giảm tỷ trọng so với nhu mô gan xung quanh. Có nghĩa là cái tính chất dầu mạch của khối u này nó không điển hình của cái ung thư biểu mô tế bào gan. Nên bệnh nhân này cũng được sinh thiết dưỡng dẫn và siêu âm. Đây chính là cái đường đi của kim chọc. Đây là một trường hợp khác, chính là cái trường hợp mà u ở vùng bi tụy rốn lách. Thì cái trường hợp này cũng được tiếp cận chẩn đoán bằng việc sinh thiết qua da, và các anh chị có thể thấy đây là cái đường đi kim để tiếp cận các khối u. Đây là một cái trường hợp mà khó trong sinh thiết cũng như là trong chọc tế bào, chính là cái u của thân tụy. Đối với những cái trường hợp mà u thân tụy, việc tiếp cận chẩn đoán bằng tế bào học hoặc là tiếp cận chẩn đoán bằng cái sinh thiết bằng kim loại. Trong một số nghiên cứu thì người ta thấy rằng là giá trị chẩn đoán hay là cái độ nhạy của nó là như nhau. Tuy nhiên, việc chẩn đoán sinh thiết bằng kim loại thì bao giờ cũng cho chẩn đoán chính xác hơn, cũng như là định loại tổn thương của nó tốt hơn. Và trong cái trường hợp này thì chúng tôi cũng tiến hành sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm. Đây là cái vị trí định vị của khối u dưới hướng dẫn siêu âm mà mình có thể nhìn thấy là một cái khối giảm âm. Và đây chính là cái đường đi kim. Tổn thương mà mình có thể tiếp cận được trên siêu âm thì đều có thể sinh thiết được, mà cái kích thước của khối u này cũng tương đối lớn để mà sinh thiết. Hoặc là đây là một cái trường hợp khác tổn thương nhiều nốt ở khối ở phúc mạc thành bụng. Trường hợp này được tiếp cận chẩn đoán cũng bằng sinh thiết, bởi vì người ta siêu âm thấy rất rõ các cái khối này, và đây là cái đường đi kim để tiếp cận với cái tổn thương và tiến hành bấm sinh thiết. Đây là một trường hợp khác, chính là trường hợp mà ung thư vú. Những trường hợp mà cái khối u mà nó bờ thùy múi như thế này, thường là cái tính chất ác tính cao, và trên cái phân loại hình ảnh đây mình có thể phân loại là 3H5. Và trường hợp này cũng được tiếp cận chẩn đoán bằng việc sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm. Đây là cái đường đi của kim. Hoặc cũng có thể sinh thiết trong cái sinh thiết thận của cái bệnh lý thận, của cái bệnh lý hệ thống, như ở đây là trường hợp là bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống. Đây là hình ảnh siêu âm và người ta phổ Doppler vào để xem cái tính chất mạch máu, làm sao cái đường đi kim để tránh các cái mạch máu lớn để hạn chế biến chứng chảy máu sau sinh thiết. Và đây là cái hình ảnh mà đi kim
dưới hướng dẫn của siêu âm. Đối với những trường hợp mà sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm thì cái quan trọng nhất nó liên quan đến kỹ thuật, có nghĩa là đầu kim mình phải kiểm soát được và đường đi của kim thì mình phải quan sát làm rõ. Đây là một trong những ứng dụng khác trong cái siêu âm can thiệp chẩn đoán. Nhưng mà siêu âm thì ở đây người ta siêu âm qua cái đầu dò trực tràng đối với cái nốt tổn thương mà nghi ngờ ở cái tùy phải của tuyến tiền liệt. Đây là cái hình siêu âm qua đầu dò trực tràng và cái đây là đường đi kim bấm vào cái khối này. Như vậy về mặt chẩn đoán thì mình có hai kỹ thuật, một cái kỹ thuật chọc hút bằng kim nhỏ và một cái kỹ thuật là sinh thiết kim lõi. Vậy lựa chọn SNA hay là CDN thì phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Rất là nhiều nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng đối với những trường hợp mà sinh thiết bằng sinh thiết lõi kim lõi hoặc là cái chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán thì có cái độ nhạy gần như là tương đương nhau. Ví dụ đối với những cái tổn thương ở gan thì độ nhạy của sinh thiết nó khoảng 89% hoặc là độ nhạy của tế bào khoảng 81.6%. Tuy nhiên khi kết hợp với cả hai, vừa là sinh thiết lõi vừa là chọc hút tế bào kim nhỏ, thì người ta có thể thấy rằng cái độ nhạy trong chẩn đoán là cao, gần như là 100%. Và rất là nhiều nghiên cứu của các tác giả nước ngoài người ta chỉ ra rằng cái vai trò của sinh thiết lõi so với chọc hút tế bào kim nhỏ thì nó sẽ tỏ ra ưu thế hơn, bởi vì nó có độ nhạy cao hơn. Và việc kết hợp giữa cái sinh thiết kim lõi và chọc hút tế bào thì có cái giá trị chẩn đoán là cao nhất. Đối với những trường hợp mà chọc hút tế bào kim nhỏ có tỷ lệ âm tính cao thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những trường hợp mà chẩn đoán âm tính giả. Nguyên lý của cái việc mà chọc hút tế bào kim nhỏ thì người ta dựa vào cái lực mao dẫn của các cái tế bào u di chuyển lên cái lòng kim. Tuy nhiên trong quá trình chọc hút, trong quá trình mình sử dụng kim, đường đi của kim chọc hút có thể chạm vào mạch máu hoặc cái đầu kim có thể đi xuyên qua mạch máu và áp lực ở trong lòng mạch nó làm cho lực mao dẫn này lớn, làm cho các cái tế bào, làm cho cái máu này nó trào hoàn toàn vào trong cái lòng kim này. Vì vậy mà các cái tế bào ung thư nó sẽ không còn được mao dẫn. Vì vậy mà những cái trường hợp như thế này thường gây ra cái chẩn đoán gọi là âm tính giả. Mặc dù có thể nó là ác tính, nhưng mà bởi vì mình đi kim qua mạch máu làm cho máu nó trào lên cái lòng kim này nên các cái tế bào u nó không còn xuất hiện ở trong cái lòng kim nữa. Đây là một trong những cái nguyên nhân chính mà cái chọc hút tế bào bằng kim nhỏ cho cái giá trị chẩn đoán âm tính cao hơn so với cả sinh thiết kim lõi. Về kỹ thuật đi kim là một trong những cái mục tiêu chính của bài học và làm cơ sở cho việc can thiệp chẩn đoán dưới hướng dẫn của siêu âm. Cái kỹ thuật đi kim thì nó đóng vai trò khá là quan trọng và cái này là cái phần quan trọng nhất của bài giảng. Bởi vì mình có sử dụng cái kỹ năng sử dụng đầu kim và cái kỹ năng phối hợp giữa kim với đầu dò tốt thì cái mảnh bệnh phẩm hoặc là cái tế bào mình lấy ra mới được nhiều và có cái giá trị chẩn đoán cao. Thì đối với cái kỹ thuật đi kim, mình đã có hai kỹ thuật đi kim. Một là kỹ thuật tiếp cận trục dọc hay còn gọi là long acid, và kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật tiếp cận theo trục ngang. Tiếp cận theo trục dọc hay còn gọi là tiếp cận trong mặt phẳng, nghĩa là cái mặt phẳng siêu âm sẽ song song với trục dài của kim như cái hình ảnh mà các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Vì cái chiều dài của kim nó đi song song với mặt phẳng siêu âm nên mình có thể kiểm soát được toàn bộ cái đường đi kim từ đầu kim đến các cái vị trí của thân kim. Thì đối với kỹ thuật này là kỹ thuật đi kim cơ bản nhất. Ngay cả những người mà làm can thiệp mà có giàu kinh nghiệm thì cái kỹ thuật này cũng được sử dụng nhiều nhất, bởi vì cái đầu kim hoặc là cái đường đi kim nó được kiểm soát rõ ràng nhất. Cái kỹ thuật đi kim thứ hai chính là cái kỹ thuật tiếp cận theo trục ngắn hay là short axis, hay là còn gọi là kỹ thuật tiếp cận ngoài mặt phẳng.
thì cái kỹ thuật này các anh chị có thể thấy là cái hình chiếu của trục của kim sẽ vuông góc với mặt phẳng siêu âm. Và trên cái hình ảnh siêu âm thì cái hình chiếu của kim nó chỉ là một cái dấu chấm trắng này, hay còn gọi là dot sign. Một số trường hợp bắt buộc phải sử dụng cái kỹ thuật đi kim theo trục ngắn, phụ thuộc vào cái vị trí của tổn thương nó nằm sâu hay không nằm sâu. Và thứ hai, những kỹ thuật đi kim trục ngắn như thế này thường là đối với những người bác sĩ mà có kinh nghiệm hoặc là cái kỹ năng mà tốt thì cái đi kim này mới thường mới đi được kim theo cái kỹ thuật này. Các cái chuyển động của đầu dò thì có ba cái chuyển động. Thứ nhất là chuyển động trượt. Mục đích của chuyển động trượt thì để kiểm soát tốt cái đầu kim, mình xem cái vị trí đầu kim nó đến đâu. Ở với chuyển động trượt này thì đầu dò sẽ được đặt vuông góc với cái bề mặt da, và dĩ nhiên cái chiều dài của đầu kim phải song song với cả mặt phẳng siêu âm, và mình trượt theo cái trục dọc của cái kim này đến khi nào mà nhìn thấy đầu kim thì thôi. Bởi vì cái kỹ thuật này chủ yếu mục đích chính của nó là nhìn xem cái đầu kim đã đi đến chỗ nào của khối u, đã nằm trong khối u hay không nằm trong khối u. Cái kỹ thuật thứ hai, cái chuyển động thứ hai chính là chuyển động xoay của đầu dò. Đầu dò mình có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc là đầu dò có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ. Để làm sao cho cái trục dọc của kim rồi sẽ song song với bề mặt của da, thì lúc đấy toàn bộ cái đường đi của kim cũng như là đầu kim mới bộc lộ rõ. Thì đối với những kỹ thuật, đối với cái chuyển động xoay như thế này thì mình có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ, sao cho cái hình chiếu của cái hình ảnh của cái kim ấy nó phải dài ra và xoay đúng chiều. Còn khi mà mình làm cái động tác xoay này mà mình thấy rằng cái kim nó ngắn đi ấy, thì có nghĩa là mình xoay sai, mình phải xoay theo cái chiều ngược lại. Một cái kỹ thuật thứ ba chính là kỹ thuật hưu thô, hay còn gọi là kỹ thuật ấn đầu dò. Cái này thì nó sẽ liên quan đến cái tạo ảnh. Thì người ta thấy rằng cái ảnh của cái kim này sẽ được nhìn rõ nhất khi mà cái mặt phẳng của cái đầu dò sẽ song song với cả cái mặt song song với trục dọc của kim. Dĩ nhiên những cái trường hợp như này, cái trục dọc của kim nó phải nằm ở trên cái mặt phẳng siêu âm. Ở trên cái trường hợp như này thì các anh chị có thể thấy đây, cái hình ảnh kim thì có hiện do trục dọc của kim nó nằm trên cái mặt phẳng siêu âm. Tuy nhiên mình có thể thấy cái hình ảnh của cái kim này nó xuất hiện một cách mờ nhạt so với cái trường hợp của cái hình ảnh cái kim này nó xuất hiện một cách rõ nét hơn. Đấy là nhờ cái kỹ thuật ấn đầu dò. Mình ấn đầu dò lên bề mặt của da sao cho cái mặt phẳng của đầu dò này song song cái đường đi kim, thì lúc đấy cái ảnh của cái kim này nó sẽ xuất hiện một cách rõ nét nhất. Như vậy là sẽ có đối với cái kỹ thuật mà can thiệp dưỡng dẫn siêu âm có hai cái kỹ thuật đi kim chính và có ba chuyển động. Đối với những người mới làm thì người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật mà đi kim trong mặt phẳng hay là kỹ thuật đi kim theo trục dọc. Còn những người mà làm nhiều rồi và những trường hợp mà những bác sĩ mà có kinh nghiệm rồi, người ta có thể sử dụng kỹ thuật đi kim theo chiều ngang, bởi vì cái hình chiếu của kim nó rất là khó quan sát. Và có cái ba cái chuyển động chính, trong đó có cái chuyển động trượt đầu kim là cái chuyển động quan trọng nhất để kiểm soát được cái vị trí của đầu kim này. Phần thứ hai chính là cái phần mà cái chỉ định siêu âm can thiệp trong điều trị. Thì có rất là nhiều cái ứng dụng của siêu âm can thiệp trong điều trị như mình đã trình bày. Đặc biệt những cái ứng dụng mà hay sử dụng nhất chính là những ứng dụng mà dẫn lưu các cái ổ dịch hoặc là trong ổ bụng, hoặc là dẫn lưu đường mật, hoặc là dẫn lưu thận qua da. Thì đây là những dụng cụ mà thường hay sử dụng nhất trong cái vai trò của cái dẫn lưu can thiệp dưới dẫn siêu âm. Trong đó có cái sông dẫn lưu, bao giờ người ta làm cong cong như kiểu đuôi lợn như thế này, để mình khi mình kéo đầu kim này thì các cái dịch nó sẽ thoát qua các cái lỗ này, đi qua cái kim đi ra ngoài. Đây là mô tả những cái bước mà mình thực hiện trong quá trình dẫn lưu dưới ngưỡng của siêu âm. Ban đầu sẽ là sát khuẩn, trải toan, bọc đầu dò, gây tê tại chỗ, và sử dụng cái
sông dẫn lưu đi xuyên qua da và vào cái ổ dịch, rút nòng để xem dịch có chảy ra hay không, sau đó nó cố định. Đây là cái trường hợp dẫn lưu đường mật qua da ở bệnh nhân bị ung thư đường mật gây chèn ép và làm giãn cái đường mật trong gan hai bên, ưu thế ở cái đường mật gan trái, thì mình sẽ tiếp cận cái đường mật nào giãn nhất. Và đây là tiếp cận cái đường mật gan trái, đây là cái hình ảnh sâu ở bên trong, đây là mà dịch mật chảy ra. Đây là trường hợp mà ứ nước thận, mình cũng có thể tiến hành dẫn lưu về thận qua da, đặc biệt đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu do cái ứ mủ thận, những cái trường hợp mà suy thận, những cái trường hợp mà chuẩn bị mổ, thì người ta cũng có thể dẫn lưu về thận qua da cho bệnh nhân. Và đây là trường hợp dẫn lưu về thận qua da, đây là đường đi ở kim. Can thiệp điều trị trong cái hút dịch áng xe vú đối với cái trường hợp như thế này, đây là trước và sau khi hút, cộng với cái liệu pháp điều trị kháng sinh, cái tổn thương viêm áp xe vú nó nhỏ hẳn đi. Đây trong cái điều trị tiêm cồn nang giáp ở bệnh nhân nang tuyến giáp kỳ nát 2, đây là ngay sau tiêm cồn, và đây các cái nang giáp của nó nhỏ lại sau tiêm cồn, nó bị sơ hóa tạo thành nốt bé này. Đây là tiêm cồn nang gan, cái nang này tương đối trong, nhưng mà một trong những cái chú ý của cái tiêm cồn nang gan này thì mình phải test bằng thuốc cản quang vào cái nang gan này, xem là cái tổn thương nang gan này có thông với đường mật hay không. Đối với những cái trường hợp mà có thông với đường mật thì mình không chỉ định cái tiêm cồn nang giáp. Còn trong cái trường hợp như này, sau khi mình bơm thuốc cản quang vào trong nang gan, mình thấy không hiện hình đường mật, có nghĩa là cái nang gan này nó sẽ không thông với đường mật và thực hiện tiêm cồn. Và đây hình ảnh sau khi tiêm cồn. Đây là tiêm cồn diệt nang vú, là một cái nang dịch trong có thăng âm thành sau, có vách. Đây là đường đi kim. Đây là cái hình ảnh sau khi mà tiêm cồn nang sau điều trị, gần như được biến mất hoặc là tạo thành một cái sẹo sơ nhỏ. Đây là cái trường hợp mà điều trị trong cái điều trị mà hút nhân sơ tuyến vú bằng kim lớn và có cái hỗ trợ của cái chân khâu. Đây là một cái khối u vú, dễ như cái khối u vú phải là cái tổn thương lành tính, người ta phải sinh thiết hoặc người ta phải làm tế bào học trước khi làm cái hút chân khâu bằng kim lớn của u vú. Đây là cái đường đi kim, sau khi mà kim đã được đi vào đây thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp hút chân khâu bằng cách di chuyển cái đầu kim này để lấy toàn bộ cái mô u ở trong khối u đi ra. Và đây là hình ảnh còn lại của cái khối u sau khi mà mình đã hút chân khâu cái u tuyến vú này. Một trong những cái vai trò nữa của cái siêu âm can thiệp dưới dẫn của siêu âm chính là đốt nhiệt các cái khối u. Đốt nhiệt các cái khối u hiện nay thì có các cái phương pháp đốt nhiệt bằng sóng cao tần thì sử dụng phổ biến nhất. Người ta có thể đốt nhiệt bằng cái vi sóng, bằng laser, hoặc là bằng đốt nhiệt bằng áp lạnh, cryo ablation. Đây là cái máy đốt nhiệt bằng vi sóng của hãng Starmed. Đây là kim đốt nhiệt. Kim đốt nhiệt thì nó có các cái kim khác nhau tùy thuộc vào cái vị trí, tùy thuộc vào cái kích thước của khối u. Các cái kim này thì nó sẽ cho cái diện đốt khác nhau. Đây là cái trường hợp mà u tuyến giáp lành tính. Các bạn có thể quan sát thấy cái khối u này nó đẩy lồi vùng cổ bên phải của bệnh nhân. Và đây là bệnh nhân được đốt nhiệt khối u tuyến giáp sau 1 tháng và sau 12 tháng kiểm tra, khối u này nó hoàn toàn nó teo nhỏ. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp khác cũng là một cái nhân hỗn hợp ở thùy phải của tuyến giáp. Cái này vừa kết hợp với đốt sóng cao tần, vừa kết hợp với cả tiêm cồn, thì cái kích thước của khối u sau đó nó sẽ nhỏ đi khá là rõ sau 3 tháng. Đây là một cái trường hợp mà điều trị đốt sóng cao tần u gan do di căn gan bằng cái đốt nhiệt u gan bằng cái vi sóng, hay còn gọi là microwave. Đây là cái hình ảnh u. Đây là hình ảnh u. Và người ta sẽ tiến hành đưa cái kim đốt vào cái khối u này, sau đó là bật cái vi sóng lên.
để diệt các cái khối u này bằng nhiệt. Đây, đây là hình ảnh đường đi kim. Đây là hình ảnh khối u sau khi đã được đốt, nó xuất hiện các cái bọt khí quanh 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 kim, và cái bọt khí này làm sao nó phủ toàn bộ các cái diện u. Đây là hình ảnh kiểm tra lại sau một ngày đốt đốt nhiệt khối di căn, và mình có thể thấy rằng cái kích thước khối u này nhỏ đi trông thấy. Đây là một cái trường hợp mà HCC, các cái khối u nằm ở hạ phân thùy 5 sát túi mật. Trường hợp này thì người ta cũng diệt khối u bằng cái đốt nhiệt bằng sóng cao tần. Đây là cái vị trí của khối u. Về các biến chứng và kiểm soát biến chứng thì cái biến chứng thì nó gặp với tỷ lệ khoảng 0,51 đến 0,8%. Trong đó có biến chứng nặng và những cái biến chứng mà có nguy cơ gây tử vong, nó gặp tỷ lệ khoảng 0,06 đến 0,09%. Tỷ lệ tử vong thì liên quan đến biến chứng thì gặp trong từ 1/1000 đến khoảng 2/1000. Trong đó có các biến chứng chính như là biến chứng chảy máu, biến chứng nhiễm trùng hoặc cái biến chứng gieo rắc tế bào ung thư. Một số biến chứng thì liên quan đến cái tạng can thiệp, như là những trường hợp mà viêm tụy cấp, những cái trường hợp mà đường đi ống kim có thể qua khoang màng phổi, có thể gây ra tràn khí màng phổi, có thể gây rò mật, hoặc là một số trường hợp có thể gây sảy thai. Các cái yếu tố ảnh hưởng chủ yếu thì nó liên quan đến cái yếu tố kỹ thuật. Ở đây việc lựa chọn cái đường kính của kim có cái vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu cái nguy cơ chảy máu. Đối với những cái trường hợp mà kim kích thước ở trên 19 bos là cái nguy cơ chảy máu rất là thấp. Còn đối với những cái trường hợp mà kim có kích thước mà dưới 19 bos, có nghĩa là đường kính của kim nó lớn, thì cái nguy cơ chảy máu cao. Cái yếu tố ảnh hưởng thứ hai chính là cái số lần sinh thiết càng nhiều thì cái biến chứng càng cao. Cái thứ ba đó là tổn thương đích. Tổn thương đích thì vị trí của nó thì nằm sâu hay là không nằm sâu, có gần các cái cấu trúc mạch máu và cấu trúc thần kinh hay không. Và cái thứ tư chính là cái mục đích của can thiệp. Đối với những trường hợp mà can thiệp chẩn đoán thì cái yếu tố nguy cơ của nó sẽ ít hơn. Đối với những trường hợp mà can thiệp điều trị thì cái tỷ lệ biến chứng của nó sẽ cao hơn. Ngoài ra một cái yếu tố cũng quan trọng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ gặp biến chứng trong cái can thiệp dưới dẫn siêu âm chính là cái kinh nghiệm của người làm hay cái kỹ năng của người làm là chính. Về biến chứng chảy máu thì nó trầm trọng trong khoảng 0,5% các trường hợp. Đối với sinh thiết thận thì nó thể gặp khoảng 0,7%, sinh thiết gan khoảng 0,5%, sinh thiết phổi thì nó khoảng 0,2%, và đặc biệt là sinh thiết tụy, cái biến chứng chảy máu rất là cao, khoảng 1%, bởi vì tụy là một cấu trúc nằm sâu quanh sau phúc mạc. Và thứ hai nữa là bên xung quanh tụy thì có rất là nhiều cấu trúc mạch máu, vì vậy cái tỷ lệ mà chảy máu trong sinh thiết tụy là khá là nhiều, khoảng 1%. Các cái yếu tố mà tỷ lệ nguy cơ chảy máu thì phụ thuộc vào chủ yếu là cái chức năng đông máu của bệnh nhân. Ở đây người ta quan tâm nhiều đến số lượng tiểu cầu cũng như là thời gian prothrombin. Cái biến chứng nhiễm trùng thì nó ít gặp hiện nay, thì bởi vì là do cái công tác vô khuẩn tốt cũng như là sử dụng kháng sinh dự phòng. Các cái biến chứng nhiễm trùng liên quan đến từng căn thiệp cụ thể, ví dụ dẫn lưu đường mật có thể gây ra viêm phúc mạc mật, sinh thiết qua đầu dò trực tràng có thể gây ra viêm phúc mạc, hoặc là những cái trường hợp mà cái đường đi kim qua cái mạch máu có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết. Các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ đường đi kim bị xuyên qua mạch máu, số lần sinh thiết cũng như là bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao, như là trên nền bệnh nhân bị đái tháo đường. Về kết luận của cái bài giảng ngày hôm nay thì mình xin được đưa ra 5 cái kết luận chính. Thứ nhất, can thiệp qua da dưới dẫn của siêu âm thì nó đóng vai trò quan trọng. Ngày nay nó vừa là mục đích để chẩn đoán và vừa có cái mục đích để điều trị. Và can thiệp qua da dưới dẫn của siêu âm thì có rất là nhiều ưu điểm, và nổi trội là cái phương pháp mà can thiệp dễ tiếp cận nhất, nhanh, hiệu quả và đặc biệt là chi phí thấp. Có 2 mục đích chính của can thiệp dưới dẫn của siêu âm: một là chẩn đoán, 2 là để điều trị. Và các cái yếu tố ảnh hưởng chủ yếu liên quan chính là cái kỹ năng siêu âm. Kỹ năng siêu âm thì nó sẽ là nền tảng cơ bản cho việc làm can thiệp dưới dẫn siêu âm. Không siêu âm được thì chắc chắn là sẽ không làm được can thiệp dưới dẫn siêu âm.
và thứ hai là kỹ thuật vi kim. Kỹ thuật vi kim thì nó sẽ tạo nên cái thành công của thủ thuật cũng như là hiệu quả chẩn đoán cao. Và cái bài giảng của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn.